Hello, xin chào tất cả quý vị. Một lần nữa xin chào mừng tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Jilin. Đấy, bữa nay Jilin sẽ làm một cái clip quay lại những cái gì đấy rất là đặc biệt của Los Angeles. Đấy, nhiều người đã biết gọi là Los Angeles là nổi tiếng về những ngôi sao, đúng không ạ? Những diễn viên, ca sĩ đều tập trung ở đây. Và bây giờ mình với một số anh chị em đến đây tham quan. Và mình đang đứng ở ngay tại đại lộ danh vọng của Los Angeles. Ok, rồi. Bây giờ em sẽ giới thiệu từng người một nha. Bắt đầu từ Mục Sư Vũ đi. Dạ, đây Mục Sư Vũ từ Seattle. Rồi, anh Trung. Hello, từ trường San Francisco. Rồi, anh Tina đi, ca sĩ Tina. Tới từ, đến từ Vancouver, Canada. Ok, and anh Nam, ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam. Hi, xin chào mọi người, Hoàng Nam đến từ Las Vegas. Yeah, quá hoành tráng luôn. Giống là giống thiệt Las Vegas. Yeah. Rồi, bây giờ muốn gặp ai? Bây giờ muốn kiếm ai? Kiếm Nam hay Jilin? Sắp lô hả? Ở đây sắp lô rồi. Ủa, xin anh cho ăn gì hết hả? Nhưng mà muốn ăn nữa. Ok. Rất là đẹp đây quý vị. Đây là đại lộ Trung Phật. Có những cái tên đây. Không biết tên mình ở đâu. Mình chưa biết tên, em chưa biết tên em ở đâu Mục Sư ạ. Tên em Mục Sư để đâu chưa biết. Tên cũ. Để đâu đây? Để lại đi. Để lại đây. Rất là nhiều người. Long quá. Right now? No. Yeah. Good people come back. That's hard, kid. New button. People like me. Dirty. Sao ông nói quá chừng vậy mà mình không hiểu ông nói cái gì? Ông đang tự nói ông á. Ông nói cái gì em không hiểu. Em chọc chừng ông chửi là gì? Đâu có thấy gì đó. Không được bình thường. Đây hôm nay còn bị say thuốc. Vậy hả? Mình cũng có những người bạn giống nhau. Dạ, cũng giống Gia Linh. Ông phê mà ông nói gì mình không biết. Cũng may mình không biết tiếng Anh nhiều quá. Bên kia bấm chưa? Đó, quá đẹp. Không hẹn mình gặp. Rồi đi. Ok, đã chưa? Đây là Mục Sư Vũ đâu rồi? Có người hết muốn ăn đá McDonald rồi nghe. Này giống Mỹ. Tina ơi. Bạn Tina ơi. Bạn có thể chia sẻ cảm nghĩ của bạn khi mà được mọi người khen nức nở như thế không ạ? Khen được nghe mỗi ngày rồi bạn ơi. bạn làm ơn bạn né ra cho mình các bạn đấy. Học ra đúng một tiếng cho cô đó có những lần tại vì khi là chưa có tháo mắt kính mới cắt mắt bị hư. Chứ nếu mà nhìn gần sẽ thấy. Xinh hơn rất nhiều đúng không? Nào là người Pháp. Không, thật sự cô Tina ơi, cô ấy khen Tina đẹp và giống như khen nhà băng nhiều tiền đây về đấy. Bạn phải nói cho mình như thế được không ạ? Mắc cỡ lắm, không nhớ bạn cho đồ luôn á. Đẹp quá, đẹp quá. Ô, chợ Bến Thành đẹp quá. Nữa, tới câu chuyện nữa. Ô,
tên là đường tên này nhé. Thank you. Đi mua mấy cái quay lại nha. Quay lại nha. Năm ơi. I'm sorry. Mới mua frame ở McDonald's xong. Giờ chuẩn bị đi bọc tiếp tại đại lộ danh vọng Hollywood. Bây giờ muốn đi hướng nào? Biết cream là ice cream là từ khi nào nha quý vị? Từ bên Canada không hơn. Ồ vậy hả? Chắc phải cái tiệm này. Ồ vậy hả? Chắc phải cái tiệm này. Let's start with some. It's not bad, but it's yeah, it is good. I like sweet. Yeah, what is that? It's easy, make me be fat. I'm sorry. Ok, bây giờ mọi người muốn đi hướng nào? Một sư phụ đó rồi.
Sao chưa tươi? Chưa em ngon nè. Let's try. For now, là giờ 5 million Vietnam đồng à? No, man. Believe it. Fucking bless you. Alright, I believe it. I believe it. Yeah. Believe it. Yeah. Keep praying, right? Barcelona, yeah. Shopping, yeah. Hello, oh. Mỗi góc đường đều có Zara.
em đứng xem em của Hungary quá trên em luôn Barcelona. Barcelona kiếm mua đồ đấy. Thank you.
mấy người đó. Okay. Yeah.
Mọi người, bây giờ cuộc hành trình tham quan đại lộ thiên cầu Hollywood của Jalen tại đây tạm chia tay tại đây. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý khách mời. Yeah, can we say goodbye together? Hi LA, Hollywood! Yeah, and then... Alright, thank you!